Vâng, và em chính tiếp tục đưa về và những bộ mic CIF và mic Audio Mega để phục vụ các bác. Thì chiều nay về được có 4 bộ mic CIF thôi bác, tại vì cuối năm giờ hàng nó không còn nữa, hàng khó về, nên là chỉ về được thêm 4 bộ mic CIF và XH5 thôi. Thì chiều nay gửi cho bác ở ngoài anh Bắc Hùng thì hết lô CIF. Thì đây mới cuối thùng được 4 con CIF H5 này và 6 con Audio Mega và được 5 con năng tiếng DB Alcotec dòng cao cấp nhất, có trang bị DAC và có Bluetooth cho tất cả các bác nha. Con kia các bác mà lấy nguồn nhạc mạng về mà nghe nhạc trên những Omni cực kỳ tuyệt vời nha. Nó chạy DA rất là tốt và hết năng tiếng, cũng như là các bác nào mà bộ dàn karaoke thiếu năng tiếng thì alo cho em về được 5 con rồi các bác. Thì mic này thì em giới thiệu rất là nhiều cho các bác rồi. Mic CIF H5 và Audio Mega thì nó đồng giá là 3.500.000. Còn con năng tiếng DB Alcotec về được 5 con này, chạy 2DA dòng Hi-Fi 48 bit, có Bluetooth cho các bác nha. Hôm nay các bác mình nghe nhạc mạng nếu lấy con này làm DA rất là ngon nha các bác, tiếng nó nét lắm. Đây, khi các bác mua năng tiếng thì sẽ được tặng kèm một bộ dao ba lăng được cái hàng xịn để phục vụ các bác cắm vào đẩy nha, cắm vào con năng vang. Đây là dòng cao cấp nha bác, giá là 2.500.000, em về được 5 con. Hàng nguyên hộp nha các bác, hàng Mỹ, một đinh DB Alcotec thương hiệu của Mỹ. Con này thì công nghệ cao, nó chạy đua DAC. Các bác lấy con này làm DA nghe nhạc mạng, nhạc YouTube rất là hay. Nó cân bằng giải cực kỳ tuyệt vời luôn nha. DAC 5S nha các bác, có Bluetooth luôn cho các bác, nên mình làm DA là tuyệt vời rồi. Em về chưa được 5 con thôi, bác nào lấy thì alo cho em nha. Đây, hoặc là các bác nào bộ dàn karaoke chưa có năng tiếng thì hãy sắm nghe một con năng tiếng để về phục vụ các bác. Có năng tiếng, thứ nhất là hát rất là sướng nha các bác, và chỉ cần các bác kém vào năng tiếng là hệ thống setup trong này nó sẽ tự nâng lên bass lên rất là sâu nha các bác, chứ không phải là không có năng tiếng thì các bác hát cũng rất là nặng, nhưng mà có năng tiếng lại vào hát cực kỳ nhị và tiếng nó rất là bay. Đặc biệt năng tiếng nó sẽ trang bị chip IC năng tiếng hát lên và có đại delay, nên chúng ta hát cực kỳ nhẹ và độ vang rất là thanh thoát nha các bác. Các bác chỉ cần không cần chỉnh dây, các bác chỉ cần để 12 giờ hết như thế này, các bác cắm vào là đã thấy khác rất là nhiều rồi. Nó tăng cường lên tới khoảng là 40-50% công suất cho đẩy. Và cái quan trọng nhất, nếu các bác muốn trép cao, các bác chỉnh cái nút này thôi, nút 2 mic này là lúc chỉnh trép này các bác, lúc chỉnh bass này. Đấy, chỉ cần nhỉnh trép một tí khoảng 1 giờ là các bác đã nghe rất là phê rồi. Tại vì cơ bản thì khi năng tiếng nó đã setup bên trong rồi, nó là đều nó hệ thống năng giải tầng, giải bass và giải chép lên rất khá là cao rồi. Các dàn các bác nào mà nghe tiếng bass nó thô và cái nó nông nông, nó không xuống sâu á, thì các bác sẽ nghe năng tiếng rồi. Nói chung hầu hết các bác cái dàn mà đẩy như vang thì phải yêu cầu phải có năng tiếng là các bác nghe nó mới phê. Thì em về được 5 con, giá là 2.500.000. Rồi, cái con vang Audio Mega này em bán và giới thiệu rất là nhiều cho các bác rồi. Nói chung là nó rất là hay ở phân khúc 3.500.000. Thì có CIF đây mà Audio Mega thì nó sẽ màu đen nha các bác, nó sẽ màu đen nha. Còn CIF nó màu bạc, bác nào mình lấy màu nào cũng được. Đây là con Mega Audio, vẫn là 2 mic và đầu thu màu đen, pin và những phụ kiện kèm theo, hay là cái quai chúng ta có thể dùng quai, nếu gắn với vang và đẩy thì chúng ta led vào, còn nếu mà gắn gíp cùng với âm ly thì chúng ta không cần gíp, gắn vào nha. Hay là hai tem mic. Bộ Audio Mega thì giá nó 3.500.000. Rồi em sẽ khui bộ CIF để các bác cùng xem. CIF H5 nha các bác, CIF H5 phân phối chính hãng cho tất cả các bác. CIF H5 thì hát cực kỳ sáng tiếng, tiếng khỏe. Đấy, H5 phụ kiện đầy đủ cho các bác nha. Đây là hai tai mic, đây là đầu thu mèo bạc nha các bác.
CAX H5 giá là 3.500.000 đã bao gồm phí ship. Đấy, bác nào mình cần mic để hát karaoke gia đình, xem những bộ mic xịn chất lượng thì bên em có những dòng mic xua cao cấp nữa nha bác. Còn đây là những bộ sản phẩm em giới thiệu tầm tiền để các bác sử dụng gia đình, hoặc các bác nào mình chơi cao cấp hơn thì mình chơi mic xua hoặc là Sennheiser là mic bãi Mỹ về. Đó là những bộ mic bình dân trong chơi gia đình thì nói chung là hát rất là ngon nha các bác, hát ngon. Em nhập về những sản phẩm nó tốt với tầm tiền cũng ok, tầm 3.500.000 thì các bác hát là quá vô tư rồi, chứ còn rỉ quá thì em không nhập nha. Tầm 1.5 triệu 2 triệu thì em không có bán đâu, tại vì ta hát mấy mic đó nó dở lắm. Là hát cũng được một tí nha các bác, tệ gì cũng 3.000.000 3.500.000. Thì đây hai cái sản phẩm em nhập và thử test chất âm, cũng đưa về phục vụ các bác cũng 10 mấy 20 bộ rồi trong dịp cuối năm này, và em tiếp tục về được vài bộ nữa, nên các bác nào mình cần thì cứ alo cho em Chiến nha, em nhắn ship cho nha. 3.500.000 là em ship tận quốc cho tất cả các bác nha. Còn năng tiếng thì em về được có 5 con thôi, được vừa rồi em bán 7-8 con rồi, cách đây một tuần thì em giao cho các bác 7-8 con rồi. Đây là về được 5 con mèo bạc hết nha, bạc trắng hết nha, được tặng kỳ một bộ da ba lăng để các bác kết nối. Đấy, lạnh cực kỳ nha các bác, có cổng quang nha các bác, có cổng quang và bộ bluetooth luôn nha, có cổng sấp này các bác, tinh nút đầy đủ nha. Hai triệu 500.000 rồi. Em giới thiệu cho các bác hai mẫu mic và một mẫu năng tiếng DBA có tech DAC 5S. Con năng tiếng là giá 2.500.000, còn hai bộ mic kia là giá là 3.500.000. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu và mic thì liên hệ cho em Chiến nha, em Chiến ship tặng nhà và để các bác phục vụ các bác chơi Tết và hát hò gia đình. Trước khi đi em sẽ set up ok hết, các bác chỉ việc về cắm điện và chúng ta bỏ pin vào và alo 1234. Rồi chào tạm biệt các bác.